Phượng xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Phượng xin kể cho các bạn nghe về những câu chuyện về tập đoàn Phạm Ánh Nét, về những cái lịch sử mà tập đoàn Phạm Ánh Nét đã có được trong một khoảng thời gian qua, và mong rằng những cái câu chuyện của Phượng có được ở trong suốt 10 năm qua Phượng đồng hành cùng chung với Phạm Ánh Nét sẽ là những câu chuyện kỳ thú với các bạn. Và hôm nay thì Phượng sẽ có câu chuyện Phạm Ánh Nét, là gọi là chuyện tình Phạm Ánh Nét. Từ đây chúng ta sẽ có câu chuyện tình của Phạm Ánh Nét. Thì hôm nay chúng ta có cái chuyện tình Phạm Ánh Nét 1, đó là những ước mơ cũng giống như cái khát vọng, cũng giống như là một cái tầm nhìn của tiến sĩ Joe Chen như thế nào để mà thành lập được tập đoàn Phạm Ánh Nét cho chúng ta ngày hôm nay. Như các bạn, một số tất cả các bạn, nếu mà các bạn đã từng có duyên để gặp được tiến sĩ Joe Chen thì chắc hẳn là không ai không thích ngài Joe Chen. Tiến sĩ Joe Chen rất là hiền, có gốc Hoa nhưng mà sinh ra tại Mỹ các bạn ha, nhưng mà rất là hiền, dễ thương lắm các bạn, là người khoa học mà. Với cái lịch sử là trong cái gia tộc của tiến sĩ Joe Chen á, là từ đời của ông nội đã là làm ở trong triều Thanh, triều Mãn Thanh ở bên Trung Quốc các bạn. Cho nên rằng là đã là những người y ở trong đó thì chuyên môn là chú tâm ở trong cái vấn đề mà tìm được những cái gì đó gọi là trường sanh bất tử cho nhà vua các bạn ha. Và chắc chắn là ông ta cũng là một trong những người y rất là nổi tiếng, và chắc chắn là ông ta cũng nắm được những cái công thức, những cái secret gì đó, những cái bí mật gì đó để có thể mà nghiên cứu về cái quá trình trường sinh bất lão. Và dĩ nhiên là không phải là đã thành ha các bạn ha, và nó vẫn ấp ủ qua nhiều đời, và cho tới khi đó thời Joe Chen đó cũng vẫn là một trong những cái ưu tư của tiến sĩ Joe Chen. Nhưng Joe Chen được sinh và được lớn lên ở trong một xã hội phương Tây, cho nên là tiến sĩ Joe Chen không có nghĩ tới cái việc mà sẽ phải là hái cái bông này, ngắt cái hoa kia, củ sâm nọ để nấu với nhau 3 tháng 4 cân. Cái đó nó không gọi là tân thời nữa. Nhưng mà ở khoa học tân thời, tiến sĩ Joe Chen sẽ nghĩ làm sao nó nằm ở cái dạng capsule, có nghĩa là nằm ở cái dạng viên, để có thể làm sao giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe khỏe mạnh từ ở trong nội lực ở bên trong, có thể giúp đi ngược lại với cái tuổi thanh xuân của mình để trẻ trung. Và dĩ nhiên đó là một cái ước mơ hoài bão. Thì tiến sĩ Joe Chen cũng học thành tài, cũng đạt được văn bằng ở bên nước ngoài, ở Mỹ, và nuôi cái ước mộng đó là bằng cách lần sau các bạn là tụ họp cùng chung với nhau tất cả những người cùng chí hướng với mình, có nghĩa là những người scientist khác, để có thể tìm cho ra được những cái phương thức nào mà tuyệt vời nhất. Đó là lý do tại sao mà tiến sĩ Joe Chen thành lập được tập đoàn Phạm Ánh Nét, và cùng với những người scientist khác cho ra những hàng loạt những sản phẩm rất là tối ưu. Cụ thể như là các bạn thấy những sản phẩm tuy rằng chỉ là nằm ở dạng dinh dưỡng rất là dễ dùng, nhưng nó lại có tác dụng hỗ trợ cho bệnh tật rất là cao, cho nên nó được nằm trong quyển cẩm nang của y khoa. Như chúng ta thấy đó, T-Green 97, Codimax CS4, chúng ta có Racimax GLP, chúng ta sẽ có Kinko, chúng ta có Marine Omega. Đó là những cái sản phẩm rất là nhiều trong những cái sản phẩm Phạm Ánh Nét, và đó là những sản phẩm được nằm trong quyển cẩm nang của y khoa, quyển y dược các bạn ha, quyển đó là chỉ dành cho medicine, nhưng mà những sản phẩm đó được nằm, được tọa lạc ở trong cái quyển gọi là dược điển đó. Và tuần tự để rồi những ước mơ đã ấp ủ mãi cho tới khi tiến sĩ Joe Chen gặp được những người có cùng một lý tưởng, có cùng một cái tầm nhìn, có cùng một cái khát vọng, đó là ba nhà founder của tập đoàn Nu Skin, đó là ông Black Rooney, ông Steven Jobs và bà Sandy Tillerson. Ba người này cũng có một cái khát khao hoài bão là muốn đi về lại với suối nguồn tươi trẻ, muốn làm cho con người lấy lại được tuổi thanh xuân cả bên trong lẫn bên ngoài. Thế là đặc tự Joe Chen sau bao nhiêu lần, bao nhiêu người đòi hỏi để kết hợp cùng chung với ngài, những ngày không chịu, và cuối cùng ngài đã thấy được cái mission lòng từ bi của tập đoàn Nu Skin, và ngài đã bằng lòng hòa nhập. Và thế là để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn là với 25.000 human gene, ngài cùng với tất cả hơn 100 những khoa học gia và những chuyên gia đã cùng nhau nghiên cứu để cho ra được công nghệ ASOT. A là tuổi, lót là khóa lại số tuổi. Và chính thức kể từ đó là Dr. Joe Chen cho ra hàng loạt những sản phẩm có thể khóa lại số tuổi của mình. Và đó là chúng ta trẻ như là ngày hôm nay.